đăng khởi thì là lợi thế hả? Có cười tươi em ơi, nhưng mà bên đây thảnh đều hết luôn đó. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. À, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nha. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe. Nào, mời bạn. Dạ. Nói đầu tiên là em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và các quý vị có mặt ở phim trường ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Đình Tú. Hiện em đang sống ở Bình Thuận, công tác cùng ở Bình Thuận luôn. Em công tác gì Tú? Hiện tại thì em là kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào mọi người. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì rồi em tên là Trần Thanh Thủy Tiên, thì em 26 tuổi và quê cũng ở Bình Thuận, nhưng mà tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là bạn nam ở Bình Thuận ở huyện nào ạ? Mình ở Phú Hà, nghe giọng Tiên hình như có vẻ như mình quen ấy. Quen luôn hả? À? Nha. Không gì, nhưng mà anh ở huyện nào? Anh ở Phú Hài. À Phú Hài, Phan Thiết. À. Em ở đâu? Dạ em ở Bắc Bình nhưng Phú Hài là quê cậu. Quê cậu? Coi chừng bà con. em hồi xưa em học ở đâu? Dạ em học trường Hòa Đa anh. À Hòa Đa gì không phải thôi. Rồi vậy thôi khỏe. Hết hồn hết vía. Tiên là đang làm việc công việc gì em? Thì hiện tại em làm nhân viên kinh doanh vải. Điểm mạnh điểm yếu của em đi Tiên. Các ưu điểm là hòa đồng hay cười thì cũng thích sáng tạo, có được cái là chân thật, chịu khó tham học hỏi à. Thì wow. Còn điểm yếu thì em là người hay nói nhanh với lại không có kiểm soát được cảm xúc của mình. Đôi khi thì nóng quá thì nói thẳng ra luôn, không có kiềm chế lại. Em cũng giống anh ấy, nhưng mà anh kiềm chế được. Dễ thương, kiềm chế được là tốt. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của Tú là gì? Dạ em thì cũng gần giống như bạn, nhưng mà em cẩn thận hơn một xíu. Tại em cứ tính rất là cẩn thận. Tại nhiều lúc cái gì nó phải đúng theo cái nguyên tắc của không mình. Phải cẩn thận là đúng, bởi em làm nghề điện mà. Không cẩn thận là cũng mệt lắm. Bạn Tiên ạ, bạn có bạn thích về lĩnh vực nghệ thuật nào không? Thường thì mình thích làm dẫn chương trình. Ồ, wow. Làm MC đó hả? Em mới tốt nghiệp bên MC bên nhà văn hóa thanh niên. Wow. Bạn trai bên kia là bạn gái nói là bạn thích nghề MC, còn em là thích nghề gì? Em rất là thích những bộ môn liên quan tới nghệ thuật, ví dụ như nhảy, hát hay là đờn những dụng cụ gì đó. Mà em có thích, em có thể hiện được cái môn bộ môn nào không? Dạ tốt nhất của em hiện giờ là nhảy thì có thể là em nhảy luôn hả? Dạ. Vậy là một hồi cô kia làm MC giới thiệu anh này ra nhảy. Anh này ra nhảy đúng rồi. Dạ được quá. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Dạ chưa có mối tình chính thức nào hết. Dạ chỉ thích thôi à, chứ chưa yêu thật sự. Lý do? Dạ em cũng biết không đâu. Ủa có ai đâu rồi, có ai để ý mình hay mình để ý ai không? Dạ em có để ý, nhưng mà là chỉ cảm giác thích thôi. Thế là chưa tính là mối tình. Tới giờ chưa có mối tình nhắc dai nào hết? Dạ vẫn chưa ạ. Còn em có mấy mối tình? Dạ đa số cuộc tình của em á là em đơn phương thôi. Em cũng có dạy nhảy, là em cũng có một học trò và em cũng quen và đại khái là cũng gọi là người yêu. Là tại em đi làm á, mình gặp nhau nó ít lại và từ từ nó sẽ có những khoảng khắc, rồi hai người im lặng và cuối cùng kết thúc. Nó rơi vào dĩ vãng luôn hả? Dạ. Đấy, cái khoảng cách và cái sự chăm sóc lẫn nhau, gặp nhau thường xuyên nó quan trọng trong tình yêu lắm. Xa mặt là cách lòng đó. Thôi mình rút kinh nghiệm đi ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ Tiên thì về ngoại hình thì em hy vọng là 1m7 trở lên ạ. Em cao nhiêu? Dạ em 1m62 ạ. Bên đây cô này cao lắm á nha, bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m72 chị. Rồi được. Ngon lành. Ngon lành. Rồi gì nữa em? Dạ thì là em thích cười duyên, mà có răng khểnh thì là lợi thế ạ. Có cười răng tươi không? Em ơi nhưng mà bên đây khểnh đều hết được không? Dạ chắc được. Rồi thử xem nha. Dạ thì tướng người thể thao mà đừng có mập quá à. Người này nhảy mà người nhảy chắc không mập đâu. Không có mập nổi đâu. Còn gì nữa không em? Dạ đó thì mỗi người như đó là được. Rồi về tính cách có ghét điều gì ở người đàn ông không? Dạ không hút thuốc. Có biết uống bia nhưng mà biết điểm chừng à. Không hút thuốc, uống bia được chút chút. Được điểm trai. Dạ em không hút thuốc, cũng rất là ít nhậu và hầu như là không nhậu. Dễ thương, vậy tốt rồi.
Rồi bạn trai, mẫu mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, nó cũng đơn giản lắm. Đơn là vui vẻ, hòa đồng là được rồi. Có. Và biết quan tâm tới gia đình. Có luôn. Dạ. Rồi thích, nếu mà có thì thích thêm một chút về mảng nghệ thuật là ok. Quá có luôn. Dạ. Tính tình. Dạ, tính có cái tình. Gì không thích ở người bạn gái không? Dạ, tính tình là nhiều lúc nói nhiều nhưng mà nói đúng chọc đúng, nói để mình vui thôi chứ đừng có nói mà gây áp lực cho mình là được. Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm. Dạ, nói chung hợp nhau là được rồi. Dạ luôn. Đúng rồi. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp thì em khoảng cỡ tìm hiểu nhau chắc khoảng cỡ 1 năm. Ví dụ bây giờ em mở màn lên. Dạ. Được hết trơn hết trọi rồi, nhưng mà cô này là cô cương quyết là cô chỉ lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ cô không có chịu về quê em, thì em tính sao? Dạ thì thôi cứ bấm thôi, cứ bấm rồi mình về mình khuyên bảo từ từ. Không, bây giờ cô cương quyết ngay từ đầu rồi, không được thì thôi đừng bấm, mất duyên nhau để cho người khác người ta bấm. Đúng rồi. Chứ đã thấy không được rồi mà còn bấm chi nữa. Cái đó thì em thấy nó hơi khó nhưng mà có thể xem xét được. Mà bây giờ nếu mà là để mà lập gia đình, anh nói em nói trong 1 năm thì em đã có chuẩn bị những cái gì riêng để mà lo cho vợ con, lo cho con cái? Dạ, sau thì này thì có thể là trong 1 năm đó thì em đi làm thì chắc chắn thì cũng có thể tiết kiệm được một khoản, và có thể mình sẽ trước mắt là mình sẽ tổ chức được, và sau này khi mà tổ chức xong thì có thể ở chung với bố mẹ cũng một thời gian, rồi sau này khi mà mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi ra riêng được. Ừ, vậy là cũng có ý chí cầu tiến rồi. Dạ. Được. Hỏi là hỏi khó bên đó thôi, nhưng mà giờ chị hỏi em giả tỷ như giờ em đi về quê làm dâu em chịu không? Dạ, thật ra quê cũng không xa lắm, cùng quê với em mà Phú Hài thì cũng gần nhà ngoại. Ừ. Mà từ Phú Hài ra nhà em thì cũng gần nên là em cũng nghĩ là ok. À, có nghĩa là chấp nhận về quê sống đúng không? Dạ. Trời ơi, Bình Thuận gần thành phố Hồ Chí Minh mà. Mình phải hỏi chứ, nhiều khi ta cứ quyết không chịu rồi mất công. Chào em gái. Em chào anh. Anh bên đây thật, anh dễ thương lắm nha. Anh nói rất hiền nãy giờ, anh cảm nhận đây là một con người rất là chân thật. Nếu anh đồng ý, anh có gần như đủ rồi đó, thì em có chấp nhận là khoảng 5 nữa anh tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm. Năm đi. Dạ, nếu mà bên kia có công việc ổn định thì có thể. Thì ổn định đó, làm điện đó. Không, điện ổn định lắm. Em cũng tính như bạn Tiên nhá, em cũng dự tính là sớm nhất là khoảng 1 năm, hoặc có thể là trễ hơn một xíu là khoảng 2 năm. Này cũng dạy gái, ta đang trả giá không vô liền. Thiết tình luôn. Rồi, anh chịu luôn rồi đó, 2 năm luôn rồi, khỏi nói nữa. Em thích người đàn ông tỏ vẻ hào phóng lãng mạn không? Dạ, có chút lãng mạn thì cũng tốt, nhưng mà nên chân thật. Em thích chân thật hơn. Vậy là thấy được rồi đó, cô này cũng suy nghĩ chín chắn rồi. Được, tới luôn. Bình Thuận quyết tiến. Hôm nay Tiên có đi với người thân không? Dạ, em đi cùng với em gái và chị đồng nghiệp. Rồi, em gái của em đâu? Dạ. Em ruột hả? Dạ, em ruột. Rồi, chào em. Chào chú Quyền Linh với chào cô Cát Tường. Chào anh và với lại chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em là em gái của chị Tiên. Chị Tiên của em thì rất là hiền, sống rất là chân thật. Em thấy anh bên đây thì cũng hiền, vui vẻ, dễ thương. Em cũng mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em xin hết rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bên trai Tú đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Em họ, rồi hỏi em họ vài câu coi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ, hôm nay em thấy chị bên này là rất là dễ thương. Chị nói là chị nóng tính nhưng mà em nghĩ chị rất là hiền lành. Còn về phía anh họ em thì anh là một người rất là nội tâm, hay biết quan tâm, chia sẻ. Em cũng mong anh chị đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ý kiến người thân đều hai bên là chịu hết rồi đó. Bây giờ mình kéo màn thôi. Màn đâu kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt. Biểu diễn trước hay là tâm sự trước? Tâm sự đi một hồi đi. Em chào anh. Thôi, bữa nay anh có bó hoa, anh muốn tặng cho Tiên. Em muốn tặng anh. Chào sách à? Hai người rồi, rồi trơn á. Anh ở Phú Hài không ạ? Dạ. Thường có hay ra Đồi Dương ở Bắc Bình không ạ? Đồi Dương thì cũng cách chỗ anh gần có 2 cây à. Thì cũng lâu lâu thì cũng hay ra đó đi dạo thôi. Mà đi dạo thì đi một mình nó cũng lẻ loi lắm. Nên mà nhiều lúc cũng ít đi. Thì nếu mà sau này có cơ hội mà em về Phan Thiết làm á, chắc chắn thì sẽ muốn được mời em đi chung với anh. Dạ, mình cũng gần, Phan Thiết cũng quá gần so với em. Không biết là có quan điểm trong tình yêu của anh như thế nào?
Quan điểm trong tình yêu của anh là cần sự chân thành, quan tâm và chia sẻ. Và quan trọng nhất là phải biết quan tâm tới gia đình. Còn em quan điểm về tình yêu như thế nào? Thì phải là tôn trọng đối phương à. Thì tin tưởng. Thì mặc dù không có gì nhưng mà cùng nhau hoàn thiện khiếm khuyết à. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như em. Thôi bây giờ nhìn nè, phải biểu diễn đi coi đi. Sốt ruột quá rồi, coi đó xong đi rồi mình mới phát biểu cảm nghĩ về nhau được. Chắc em sẽ hát bài, em sẽ nhảy bài Làm Ơn của Trần Trung Đức. Có thể sẽ không hay nhưng mà mong mọi người sẽ cổ vũ em ạ. Rồi Tú giới thiệu đi. Có nhạc rồi MC giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Thì Thủy Tiên và bạn Tú xin kính chào quý vị. Thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Thì để góp vui trong chương trình thì bạn Nam, bạn Tú sẽ biểu diễn một tiết mục. Thì hy vọng mọi người sẽ cho bạn Tú một tràng pháo tay để có động lực ạ. Anh có ý kiến không ạ? Biểu diễn xung quanh Tiên như là một cái món quà tặng cho Tiên. Diễn sâu xíu à. Diễn sâu. Lãng mạn quá. Thôi được rồi, trở về vị trí đi. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận về đối phương thế nào. Chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của ta, chúng ta về người đối diện. Bắt đầu. Anh là một người thì khá là chín chắn. Nhiều lúc nó hay cười. Thực sự anh là người rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà thực sự anh rất là quan tâm tới người yêu của mình. Đặc biệt nếu mà sau này là vợ thì chắc chắn là anh sẽ rất là quan tâm. Thì cũng rất là mong là sau này sẽ hai đứa mình sẽ tiến tới xa hơn. Anh hy vọng là như vậy. Còn quyền quyết định là anh nghĩ là sẽ do em. Dạ. Hết. Rồi, cảm ơn anh. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Sau một thời gian trò chuyện tuy ngắn nhưng chúng ta xem lại có một ấn tượng gì đó không, và một nửa bên kia có cùng mình đi chung con đường hay không. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đây, ba đây. Chúc mừng Tú và Tiên. Rất nhanh chóng. Chỉ mới hai thôi là đôi trẻ đã bấm nút rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai em. Chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Gửi tặng hai bạn là một phần quà đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek nhập khẩu từ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là phần quà từ Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Bữa nay là cái nụ hôn này cũng là gọi là nụ hôn đầu tiên của anh luôn ấy. Nụ hôn đầu tiên của anh luôn đó. Đầu tiên luôn hả? Dạ. Hồi đó giờ em chưa có hôn luôn hả? Dạ đúng rồi. Nên đó. Nên là nó khá là hồi hộp anh. Thử xem nào, bao giờ cũng vậy, có sự hồi hộp đó. Không chỉ bạn hồi hộp đâu mà chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Hôn đi. Không có ai nhìn đâu. Phải chậm chậm chắc, đừng buông nhau ra. Đẹp đôi quá. Đâu anh nhảy xung quanh em thử coi. Hãy nhắm tay nhau. Anh nhảy xung quanh em coi. Cuộc đời. Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Ghét cái trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Rồi trốn ở đây luôn rồi nè. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thăng hoa với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Ấm à. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Chào anh bên cạnh. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi, Nhung? Tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90, nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi à. Em là Phóng. Quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó em.
dạy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo, hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn, em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt, rất là hay cười, nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con, người ta gọi là bé như cái kẹo, tính thì cũng hơi trẻ con nữa, nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi còn bạn Phóng. Em sống em có lập trường riêng, nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó, em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó, chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng em rồi. Đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình hồi sinh viên, còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đi rồi. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu, nhưng mà lúc anh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ, nên là anh lấy. Nói chung là có bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày em mới vào Sài Gòn đó, thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó, nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó nên là. Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay hai mối tình nữa không? Em khó lắm. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ rằng bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi. Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống mà. Thế ạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được, nhưng bây giờ em nghĩ lại sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ, rồi xấu thì giống ba thì không được. Nên là cao nhưng mình phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với để em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. 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 Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xua nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từng người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời buổi gì vậy? Bởi vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi em lên đây. Dễ tính lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy chị. Tuy nhiên là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi. Phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình thì, về, người ta chăm sóc nhà cửa, con cái cho mình rồi. Phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm, mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó. Nhìn cái mặt là thấy khó rồi, chưa còn nói gì hết á. Khó đầu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ. Nói xấu rằng trai không à. Ha, dễ thương ha. Không nói được gì đúng không? Không nói được gì. Em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý em như vậy đó, cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở Nhà Bè luôn chị. Nhà Bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có 1-2 tháng sau vậy đấy. Tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi. Gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền, hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được. Để nữa. Em mà gặp chị Cát Tường á thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi, ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội, bà ngoại lo rồi chị. Chắc là...
không lấy về nhà. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không, em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có cái gì. Em cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Vậy cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, khó nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì phải bồ mà mình lãng mạn người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy rồi không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ. Thì nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ. Lãng mạn gì chứ người khác. Đúng, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn đúng không? Vợ thì vợ giữ tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà đấy. Tặng quà lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Nó phải rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật, thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định ở thành phố rồi em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây thật, anh có sao nói vậy đó, anh không bóng bẩy không gì trơn á, đó là những cái thật mà nói gì Tường nãy đúng đó, biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao. Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi chứ khi người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đó em. Người ta khó mà ta không biết ta khó thì nó không anh dễ ẹt à. Cái đó mới là mệt rồi đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh là được. Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ à, Phóng tuổi gì phải không? Được. Em con mèo ạ. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Đây Con rắn quấn chết con mèo. Đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Dạ. Em cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đi nhà Phóng. Nói chung có cái bột Phóng tốt rồi đó nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em. Rồi hôm nay đúng mình là có do em đó. Dạ em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp. Xin chào chú Huyền Linh, chào Quốc Tường, chào tất cả mọi người ở đây. Chào con. Xin tự giới thiệu, em là em út của chị. Thì chị em thì rất là hiền. Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác ăn hiếp á. Cho nên em muốn chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn chị em một tí. Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á. Là có em trai mà em trai cũng hay bướng nên nếu mà có anh thì mong anh nhẹ nhàng tình cảm chút xíu. Em thấy ảnh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được hết anh ạ. Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được. Anh thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm á. Chưa vui vẻ lắm. Dạ anh hơi rung chưa chững chạc lắm. Nói gì với em trai tương lai đi. Nó chưa chịu lắm. Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không nên nói mà căng thẳng. Tại vì lên đây thì áp lực quá, đâm ra là những cái gì mà bản thân mình á thì mình không có bộc lộ hết được ra. Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhẹt hút thuốc gì không ạ? Hút thuốc thì anh có, ngoài ra thì không. Cái gì nữa anh ơi, em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc. Anh có ý định bỏ thuốc không anh? Thật ra thì bỏ cách đây được 2 ngày rồi em ạ. Không phải tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê tập bố em hơi yếu nên là em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với hứa với ông già là đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc. Thì em mới vào được có mấy ngày thôi. Anh nghĩ là anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn, nghĩa là anh sẽ bỏ thuốc. Đấy là cái điều chắc chắn. Chắc chắn. Không đi dạ. Dài không? Chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em. Chị ơi, lấy được nổi cái tủ lạnh chứ chị? Gì tủ lạnh nữa trong đây nữa? Cái gì có nữa cái tủ lạnh nữa? Thì mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh side by side. Ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em Nhung là nửa chặng đường này đã được 1/2 cái tủ lạnh side by side rồi thì hai em cố lên. Xin hết rồi. Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh side by side rồi đó. Rồi bạn Nam hôm nay em đi với ai? Em đi với gia đình nhà em ạ, gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa. Biết anh có cái tivi em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả.
Chào Hồng Nhung nha. Ừ, anh là anh trai của Phóng. Em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ, rất là thích trẻ con, thì anh nghĩ là rất là trùng hợp với em. Thì hy vọng cũng tự tin để cho nhau cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn, mời em. Đó, tự nhiên thôi. Hơi hồi hộp. Tặng hoa đi, tặng đi. Em chào anh. Rùng lắm luôn á. Tiến tới đi. Anh có mua hoa tặng em. Cố gắng lên Phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh run vậy anh? Anh bị cái hồi chúng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp đó. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng. Nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? À, anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ. Cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu tôi lấy về rồi mới đưa đi. Làm chắc luôn. Làm đến mức mà vé tôi phải hỏi kỹ chứ. Không lo, tự lo. Anh bộ nhìn em khó lắm mà. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó em viết cái trán em nó nhăn lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mà nó cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn hết trơn rồi. Xấu lần cay rồi quá. Bây giờ em đừng có khó nữa, mặt em phải cười hoài lúc đó da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nó nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Có nghĩa là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi. Sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó. Anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó. Người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu. Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói. Rung động được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi. Ừ. Để chúng ta quyết định. Chứ nãy thì em có nói dối nè. Đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ này đó, bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì. Hơi bây giờ đang suy nghĩ cô ấy nè, em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương, nhưng cái điều là anh không biết là cái để em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói đó là lên đây nó hồi hộp quá, anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người đó, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không ý. Thật ra là anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài, còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát vậy hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản, có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, của cái khoản làm việc ấy. Tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con vậy, anh chiều được không anh? Chịu được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu, nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó. Chị cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít, nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc. Hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có Hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái. Em phải hứa với bạn gái. Rồi chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Phải hứa. Mới 2 ngày chưa, dạ. Yên tâm đúng không? Dạ đúng. Thôi giờ chắc chắn là bỏ được đúng không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Phóng nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Thấy sao?
Thấy sao? Thấy thơm. Thơm. Để tặng hai bạn phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azak Hàn Quốc. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, sản phẩm dành tặng cho hai bạn là phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Hãy đưa nhau vào xem phim. Đi xem phim nhé. Xuống dưới trò chuyện tiếp đi. Dễ thương. Tao lại để xí cổ em đó. Chết hèn quá. Dạ em không có ý đó đâu. Còng em lại, buộc dây lại thay vì dây nịt. Thế dây xích đó em. Được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được luôn hả? Chưa có ai làm gì em được hết. Lý do? Tại vì em thuộc diện là em là nữ nhưng không phải là bánh bèo. Cho nên là hầu như khách không ai đụng vô được em hết. Giờ người ta làm như em vậy hay sao em đỡ? Em phải là đỡ tay lên. Đỡ lên. Đó. Nè em ngồi cho nè. Đỡ thấy không? Làm đấm cái này luôn. Đấm không? Đấm. Và bây giờ thì chưa đến giờ ăn trưa đâu ạ. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi ngày hôm nay, xem họ sẽ chia sẻ câu chuyện của họ như thế nào trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương của mình quý vị nha. Rồi mời em gái vào trong. Ê, quà trái. Rồi, có ghế rồi, ngồi xuống giùm chị luôn. Một cô gái rất đặc biệt. Rồi, tháo mặt nạ ra hai bạn ơi. Rồi. Hello em trai. Trời ơi, bữa nay hai người, người nào cũng đặc biệt hết trơn hết trọi á. Rồi, bây giờ em trai giới thiệu trước cho chị nè. Nói lớn to rồi. Là Trịnh Ngân Hòa, năm nay em 27 tuổi. Quê Hòa ở đâu? Ở Bà Rịa, Vũng Tàu gì? Hiện giờ đang sống với ai? Sống ở làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Sống với mẹ em. Hiện tại là em đang làm bếp ở bên tàu là sóc chảo về món cơm chiên hải sản với chân trâu với gà sốt mỡ gì. À là mình nấu có 3 món đó thôi. Dạ. Em làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được gần đây tính ra là 4 năm. 4 năm. Ủa mà sao làm nghề đầu bếp mà sao? Không phải gì. Em mời lắm. Lúc này bàn lúc nào cũng hai bình sữa cái bên. 3 món ăn chàng trai giới thiệu em có thích món nào không? Em thích cơm gà sốt mỡ. Trời ơi thôi để... em đừng ăn nhiều nữa nha. Để món về anh làm nha. Đừng làm nữa, đừng làm cho cổ ăn nữa, để cho cổ ngán luôn đi. Rồi bây giờ em giới thiệu một xíu nè. Rất em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Kê và chào tất cả mọi người. Em tên là Thanh Sơn, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang làm công nhân và em có chạy thêm rap nữa. Vừa làm công nhân, vừa chạy thêm rap nữa. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang sống với ai? Em đang sống một mình. Ba mẹ đâu? Ba em thì ở trên nội. Dạ, em ra riêng, em tự lập. Nội là ở đâu? Nội em ở Bình Thạnh. Mẹ em đâu? Dạ mẹ em mất 15 năm. 15 năm. Em dạ. Có anh chị em gì không? Dạ có, em có một chị gái. Chị gái em giờ sống ở đâu? Chị gái em sống với ba luôn. Ủa sao chị gái sống với ba mà em thì lại là ra riêng ở mình? Dạ tại vì ở trên đó nó cũng hơi chật á. Với lại em thích tự lập cho nên là em muốn ở một mình. Thế em ra một mình này bao lâu rồi? Em sống riêng chắc 6 năm. 6 năm sống một dạ. Mình tự lập. Thế thì em sống vậy thì là em có phải là nuôi ba hay gì không? Hay là kinh tế em làm ra là em tự lo cho cuộc sống của em? Em có hỗ trợ để nuôi ba. Em hỗ trợ nuôi ba nữa. Ba em dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba em 70 rồi. À ba lớn vậy đó hả? Dạ. Ba đâu còn lao động nữa đúng không? Dạ đúng. Hai chị em hỗ trợ nuôi ba. Dạ. Và lương công nhân thì được bao nhiêu một tháng? Dạ lương em thì bình quân tầm khoảng từ 5 tới 6 triệu một tháng. Là lương công nhân đó. Dạ. Công nhân thì làm ca hay sao em? Dạ không, em làm thường là giờ hành chánh. Nếu như việc nhiều thì sẽ tăng ca. Làm suốt tuần nghỉ thứ bảy chủ nhật. Em chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Nghỉ chủ nhật thôi mà lương có 5-6 triệu một tháng à? Dạ. Công ty gì làm về gì mà ít vậy? Dạ công ty em hàng thời trang nhưng mà thường là em làm một ngày chỉ có 8 tiếng á cho nên lương không có cao. Ban đêm là chạy xe. Lý do gì nhiều công việc em không chọn, em chọn chạy xe rồi nó có khó khăn gì không? Tại vì em thấy là em cũng thích đi đây đi đó với lại em thích kiểu buổi tối mà ở nhà không thì nó rất là chán mà đi ra đường thì cũng nó thoải mái hơn với lại chạy xe thì mình vừa kiếm được thêm thu nhập mà vừa đi vòng vòng cho nó thoải mái á, nó không có bị chán tại vì chạy em ở một mình. Thôi. Một tháng em chạy kiếm thêm được khoảng bao nhiêu nữa? Tuần thì em kiếm tầm 700-800 tùy theo. Có tuần nào mà em chạy đều á thì tầm 700-800. Em chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Thường là khoảng 4:30-5 giờ gì đó là em chạy cho tới. Nhiều quá, 4:30-5 giờ chiều. Chạy tới mấy giờ? Khoảng 8 giờ. Có bữa nào mà khách kêu em đi xa thì có 9:00-9:30 em mới về tới. Nhưng mà thân gái dặm trường ban đêm ban hôm chở khách đi, có khi nào gặp cái gì nguy hiểm hay gặp những khó khăn gì trong nghề không? Dạ cũng có, tại vì nhiều khi tùy người á, tùy khách, tại vì cũng có khách thì dễ thương á, người ta dễ chịu thì nó khác, còn những người mà dạng như người ta cũng hơi khó, ví dụ như mình chạy hơi nhanh tí thì người ta lại nói là chạy ẩu quá này nọ, người ta đánh giá mình
không tốt. Nghe cái giới thiệu của bạn gái thì em cảm nhận sao? Em có suy nghĩ gì không về công việc của bạn? Nữ là chín chắn hơn, tự lập cao. Chúng em cũng tự lập rất là cao nên em thích những người như vậy. Cái giờ giấc làm việc của em thì sao? Làm từ 1 giờ sáng cho tới chưa là em nghỉ rồi. Là coi như buổi tối là không làm. Cái quán nó mở cửa 24/24 luôn. 24/24 luôn. Đó. Là em làm cái ca 1 giờ đêm. Đúng rồi. Cho đến nói chưa là 1 giờ trưa á. 1 giờ trưa hôm sau. À, em rồi từ 1 giờ trưa đó nghỉ tới 1 giờ đêm. Đúng rồi. Trời ơi cái giờ oan nghiệt kìa trời. 1 giờ đêm làm tới 1 giờ trưa. À, nhiều khi mà mấy bạn nữ mà hỏi em kêu sao không đi chơi kìa. Giờ làm nghỉ thì đi là mệt là không có sức làm. Rồi bây giờ giả tỷ vậy rồi giờ hẹn hò nhau rồi đi hẹn, đi chơi sao? Sắp xếp như ngày thường thì nếu mà không khách đông thì em xin họ nghỉ ngày 2 ngày. Trời ơi cũng khó khăn quá ha. Hèn chi mới cần nhờ tới chương trình nè bây giờ. Ủa mà đúng rồi, thức từ 1 giờ đêm mà đến trưa hôm sau đâu có cái giấc ngủ nào là giấc ngủ ban đêm ngon giấc đâu. Em giống như là em là Việt Kiều vậy đó, em sống theo giờ nước ngoài vậy. Lương khá không em, chị hỏi thiệt lương ổn không? Không, hồi đó còn cao với giờ nhiều khi làm tới 10 triệu mà tính ra 10 triệu không đủ ăn như hồi làm công nhân. Trời ơi, thời gian đâu đi chơi. Giờ 7-8 giờ tối dậy đi chơi bạn gái rồi đi vô làm luôn đi nổi, dậy nổi không? Chắc đi chắc xin nghỉ 2 ngày. Trời ơi rồi, xong phim luôn khổ tâm ghê. Mưu sinh vì cuộc sống mưu sinh ai cũng khổ hết trơn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh tức là hòa đồng trong công việc, giúp đỡ bạn bè, với hai nữa là biết quan tâm với người khác. Nếu như khó khăn về tiền bạc hay gì em cho mượn, nhưng mà tới hồi mượn cái xong đi luôn. Trời ơi thôi đừng cho mượn tiền nữa khổ quá. Tại vì giờ làm chung với chồng mà chị, giờ không lẽ mình không giúp thì nữa. Lẽ gì vì mình lo cuộc sống mình chưa xong để dành tiền lấy vợ nữa chứ. Có dành dụm được đồng nào chưa? Cũng có dư làm nó cũng được 30-40 triệu rồi chị. Rồi cố gắng để dành chưa lo cho mình chứ giờ mà giúp người ta hoài sao được. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là tính là hay quên, với lại nóng tính không. Nhưng mà đồ đạc của em mà làm trong nhà phòng hay gì á là chỗ cũ, như là em phải để chỗ cũ mà ai mà đụng của em là mà không đúng chỗ là em chửi luôn. Tại vì cái tính của em là ngăn nắp, giống như nấu ăn gì đâu đó gọn gàng phải không? Da của gì là để em chỗ búa hả? Trời nấu ăn được có búa chứ vậy? Đồ đập rồi. Còn em điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Em biết nấu ăn, em biết hát. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Với lại em cũng có lúc em hay quên. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó thì em cũng ba mối tình mà chính xác là chỉ một mối tình thôi. Là hồi đó là lúc em mới ra Sài Gòn. Quen cô đó là được một năm xong rồi lúc mà đi làm ấy, em thấy quen cũng thấy hợp. Thế xong cái hôm đó cổ đòi lúc mà mượn tiền em chị, để kêu là đi sắm đồ á. Cái em cho mượn xong cái sau lại thấy mượn nữa. Thế xong hôm kia chứ cái này không biết có bắt cá hay tay không à, sẽ mượn hoài mà. Cái hồi lúc mà cái lần cuối cùng cái xong em không cho mượn nữa, cái cuối cùng cái đi cái gì khác. Trời ơi mượn được rồi cuối cùng mà mất hết nhiều tiền, mượn cho thì mượn lần nhiều. Lúc 200-300 là gì không có nhiều nhưng mà kể ra cũng nhiều quá. Cứ mượn lặt giặt vậy dạ, đó đúng rồi. Nhưng như tại hồi đó là lúc mới lớn không biết nên rút kinh nghiệm. Rồi mối tình có mối tình nào sâu đậm sau này không, gần không, đây không? Chỉ có được 2-3 tháng là không hợp thế là không quen. Tại coi như từ đó đến giờ là không quen. Ồ tâm quá. Còn em sao, em có mối tình nào? Cũng trải qua được 2 mối tình nhưng mà có cái mối tình kia là nó sâu đậm nhất, là em quen được hơn 1 năm. Hai đứa thấy cũng rất là hợp. Nhưng mà quen được một thời gian thì cũng tính tới chuyện hôn nhân nhưng mà gia đình bạn nó không đồng ý, là do là em là người có đạo á cho nên là hai đứa chia tay. Em đạo gì? Em đạo Thiên Chúa luôn. Bạn đó có đạo Thiên Chúa hay là bên đạo Phật các bạn? Em là Chúa. Rồi vậy là cùng quê luôn rồi, cùng đạo em. Thì đó, đạo Chúa. Bởi vậy cái chàng trai trước là đạo không có đạo Chúa mới không được, mới chia tay đó. Em ghiền người cùng đạo luôn cho hả? Nãy giờ không nói, vậy là may mắn quá là đúng không? Nhẹ được một phần không? Nhẹ này nhẹ nhiều à. Tại vì Tường biết mà, bên đạo là họ khó khăn vấn đề đó lắm. Ai cũng muốn giữ cái đạo của mình hết, đúng không? Mình để cho thoải mái khỏi người mới rồi bó. Mà đã trùng hợp được cái đạo là thấy được 50% thành công ngày hôm nay rồi đó. Giờ em muốn kiếm người bạn trai như thế nào? Em thích những người mà đơn giản thôi, nói ít làm nhiều. Có cái gì thì cũng nói thẳng với em chứ đừng có im lặng. Em không thích im lặng. Rồi ngoại hình? Ốm ốm một xíu ấy, cao hơn em một xíu. Em cao mét mấy? Em cao mét 48 à. 48 à, em cao mét mấy? 65 vậy? Trời ơi được rồi, xứng đôi vừa lứa. Thế còn em, thích người bạn gái sao? Em thích người cân đối. Hiền với là hai nữa là biết chăm lo công việc, với hai nữa là biết chăm lo trong gia đình nữa. Em không thích càm ràm. Sự càm ràm hay làm như em mỗi lần em làm việc mình về Căng thẳng nói nữa là em mình ngủ luôn. Chết cha, bên này nói hơi nhiều. Vui vẻ nói nha, lúc mệt mỏi em nói là em ra ngoài không rồi, thằng nói nữa là em đi ra quán cà phê với em không bây giờ em nói lại.
Trời đất ơi, nhưng mà trong cuộc sống phải có trao đổi nhau chứ mới đúng hiểu. Đúng rồi, nhưng mà hiểu và chia sẻ, bởi vậy em mới cần người tìm biết chia sẻ cho mình á. Mới... Thì biết chia sẻ là phải nói mới chia sẻ chứ, rồi không cho người ta nói rồi sao được. Không, nói ít là gì, chứ đừng nói nhiều quá, chứ bởi những thứ chị không đáng thì mình đừng nói. Nhưng mà nói chuyện thiên hạ thì không được, nhưng mà chuyện hai đứa để mà trao đổi, để hiểu nhau, rồi. Để xây dựng thì phải trao đổi chứ. Đúng rồi chị. Ngoại hình. Ngoại hình em không cần gì nhiều, chỉ biết ngoan hiền lễ phép với lại biết cư xử người đó thôi. Đâu, em có đem hình gì không? Cho chị cho em. Đây. Trong đây có một chàng trai đầu bếp ha. 27 tuổi, thân hình gọn gàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Một cô gái, trời ơi tôi nhìn ra được tôi chết liền luôn á trời. Đau quá em bó tay mà. Đưa gì hình gì mà ai mà còn kiếm được mà còn đưa cái hình cái hồi còn đi học, thắt căng quàng đỏ nữa. Cái này chắc em ngu đường quá vậy. Này coi cho vui thôi em ơi, chỉ đại thôi chứ sao biết được. Ác ghê luôn. Nghĩ là anh này. Đâu, anh này phải không? Dạ anh mặc quần đen đi nè. Được rồi, để coi. Chắc em nghĩ cái này. Lý do sao ta chọn cái cô ngồi đó? Nghĩ là chỉ ngồi mới thấp mới ngồi. Đâu đưa tôi coi, tôi cũng không nhận ra. Chỉ có thấp mới ngồi. Thấp mới ngồi. Thấp là không bao giờ được ngồi đâu anh. Thôi tôi không biết luôn, bó tay. Rồi lát nhờ cô chỉ giùm. Mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem người chúng ta chọn trong hình và người thật việc thật ở ngoài giống nhau hay không nhé. Dạ anh. Tao hai bạn. Hình của em là cái này không? Không phải anh ơi. Chứ em là cô gái nào trong đó? Em đứng kế bên cái con màu vàng á. Đứng kế bên con màu vàng. Rồi hình nhỏ xíu vậy. Rồi rồi rồi. Rồi anh nhận ra ảnh chưa? Dạ đâu? Rồi. Anh đang đứng ngoài bìa bên đây. Đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ bỏ đi, cái đó tham khảo cho vui thôi. Bây giờ nhìn thẳng vào mặt nhau nè. Cảm xúc đầu tiên khi hai bạn thấy nhau là gì? Thấy anh cũng bình thường. Bình thường là sao? Dạ không, tức là anh không có giống trong hình lắm. À. Lúc mà mở cửa ra, anh thấy em mặc một cái áo như vậy, diện mạo như vậy thì anh có cảm nhận gì không? Thấy bình thường, không có gì hết. Miễn là mình có công việc ăn làm ăn chính đáng rồi nữa. Cũng là bình thường. Hai bạn này bình thường nhưng tôi biết điều bất thường hết. Rồi mời em cởi chiếc áo đó ra. Mình quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Đó, với một cô gái như thế này, ngoài ban ngày đi làm công nhân rồi, hàng đêm còn chạy xe ráp đi nữa, chắc chắn là cũng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong công việc. Ủa vậy là em làm gì là thời gian em có ngừng nghỉ không em? Dạ có, em tự sắp xếp được. Tại vì thực sự mà nếu như mà đang chạy quen theo cái guồng của nó rồi mà nghỉ á, rồi mà thêm 2-3 ngày là buồn lắm. Có dư không? Nhà em có nhiều thứ nó xảy ra, với lại nhiều khi cuộc sống của em nó cũng lúc này lúc khác á, nó nhiều biến cố lắm, cho nên là em mới không có quá nhiều cũng không quá ít. Nói chung em là em có thể chia sẻ một hai cái biến cố gì đó mà nó quan trọng trong thời gian vừa qua của em. Ví dụ như là ba em cứ hay bệnh đó, tức là giờ ba em là thực diện là bệnh rất là nhiều, cho nên là hầu như là ví dụ như em cứ phải chi vô này chi vô cái kia, ví dụ là đi khám hay là gì đó, hay là có nhập viện hay là sau đó thì em cũng cán đáng, tại vì gia đình của chị em thì cũng không có được khá giả. Tại vì giờ chị em đang giữ cháu nên chỉ có một mình mà anh rể em đi làm thôi. Cho nên là cái số dư của em nó chỉ thấp. Nó thấp lắm, nó không có cao. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho tặng quà, tặng quà. Rồi. Là em cũng có món quà em tặng anh. Không biết anh có thích hay không nhưng mà quà gì vậy em? Em. Dạ em không có ý nghĩa gì hết. Tại vì em thấy em là nó hợp với nam, cho nên là em mua vậy thôi. Trọng với lịch chị. Lịch đó là để xí cổ em đó. Chết này quá. Dạ em không có ý đó đâu. Còng em lại, buộc dây lại thay vì dây nịt, thế dây xích đó em. Được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được luôn hả? Em tại sao em tặng bạn gái cái món quà này? Tại vì thường là con gái thích hoa, nên em nghĩ là cái hoa rất là đẹp, như em cũng thích là chăm hoa. Nên cái lan thì nó nói chung là cái lan đó là cái sức sống của nó rất là mãnh liệt chị. Tại vì mỗi lần em làm mà nó hiện thường em có 2-3 chậu ở nhà. Lúc mà ra bông á, là như ra nụ này nó chưa có mùi thơm, nhưng mà lúc mà nắng nó bươm lên thơm ha. Là nó rất là đẹp. Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian nè, để vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Vị Ngon. Rồi mời hai bạn thưởng thức món chả rươi tứ kỳ của nhà hàng Vị Ngon nha. Rồi nhớ vừa ăn vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với nhau. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Tự nhiên nha hai bạn. Em mời anh. Ăn luôn em. Mà thấy món này thì sao? Ngon nhưng mà em không thích vị thì lạ. Mà anh cũng vậy. Anh thì thời gian cũng hơi khó khăn, nếu mà hai thời gian đó vậy em sắp xếp được.
Dạ cũng được, nhưng mà nãy anh nói là nếu như mà đi chơi mà để anh nghỉ 2 ngày thì chắc khỏi đi chơi cho rồi. Tại vì nếu như mà anh không có thời gian rảnh á thì ví dụ 1 tuần gặp nhau 1 lần hoặc là 1 tháng gặp 2 lần là được rồi, không cần phải gặp quá nhiều. Em thích là mỗi ngày là có sự tương tác với nhau á. Trước nay là em không có thích im lặng, người ta có câu là im lặng là dễ xa nhau. Em cũng nói hơi nhiều á, nhưng anh có chấp nhận được chuyện đó không? Nói mà biết đúng chia sẻ của mình với giống như là của anh với em giờ đang nói là chia sẻ đúng không? Thì anh có chấp nhận được, nhưng mà đừng có nói nhiều mà theo cái kiểu mà càm ràm quá là anh không thích. Tại anh nói là anh là người hơi gọn gàng, anh thích gọn gàng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thì là người hơi bừa bộn một tí. Em cũng giống anh nữa là em không thích ai đụng vô đồ đạc của em hết. Đúng rồi. Ví dụ đồ đạc của em là đụng vô thì phải có sự cho phép của em. Mặc dù mình không khó nhưng mà giống như nó là cái bản chất của mình rồi. Quẹt bao giờ mình để đâu rồi giờ mới dạ, nó tìm nó khó. Để bà nói trước. Dạ đúng rồi, nói trước rồi lấy xong rồi để lại chỗ cũ. Dạ. Em cũng thích như vậy. Anh cho em hỏi cái là anh có đi lễ không? Anh đi lễ sáng sớm rồi. Để lên chừng 4 giờ 5 giờ. Anh làm giấc 1 giờ sáng rồi anh đi lễ hay sao? Xin người ta. Giống như mình xin xong anh chạy vô làm luôn. Bây giờ cái thời gian chiều á mình ngủ rồi mệt quá dậy rồi thân dạ, đúng rồi. Bây giờ anh cũng đang tính chắc làm hết năm nay chắc anh chuyển qua công việc mới để làm cho thời gian nó thoải mái hơn. Ủa vậy nhà anh là có mấy anh chị em? 4 anh em trai. Dạ anh là Úc hả? Anh uống hai sinh đôi là Úc. Tâm sự quá ha, bên hít thở không khí cũng mập, đồ ăn ngon không em? Đồ bếp. Dạ nói chung là được gì cũng ngon. Nãy giờ có tính gì tới chuyện yêu đương hẹn hò chưa? Có. Bây giờ cái thời gian vậy đó rồi chừng nào hẹn hò bữa đầu tiên? Thì em cũng kêu bạn gái là kêu là cuối tuần thì được thì em dành thời gian mấy tiếng, có chừng 4-5 tiếng đi. Tình yêu phải trả hàng và trả giá vậy đó hả? Tuần được 4-5 tiếng em thấy ổn không em? Dạ được. Thôi còn trẻ ai cũng ráng lo cài dạ. Ha. Biết đâu sau này về mình hợp lại nhau rồi kiếm cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi 1-2. Không, mà nếu mà bạn nữ mà không chịu thì em cho về dưới Vũng Tàu cũng được. Tại vì nhà dưới Vũng Tàu giờ mẹ con kêu thì ai cũng ở dưới thì cứ ở, còn muốn làm gì trên này thì cứ ở. Công nhân nhưng mà mai mốt làm công nhân thôi chứ lấy vợ lấy chồng rồi thì buổi tối ở nhà cơm nước vợ chồng sanh con đẻ cái nữa chứ ráp gì nữa. Anh ở Vũng Tàu mà chỗ nào mới được? Ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu em. Ngay chỗ cổng chào Bà Rịa hả? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà đi rồi lại ngay chỗ em biết là cầu Long Sơn không? Em không biết, em chỉ biết bánh canh Long Hương thôi. Cứ nhắm cả. Ở đó được rồi. Nếu như ở cái khúc đó thì chắc là chỉ buôn bán thôi chứ không làm được gì hết. Có em, nếu thế thì anh nhắc lên công ty cho em làm luôn. Tại vì quen này ở trên đó. Quen đây. Tại vì công ty thì cũng được. Thôi nếu như có công ty làm thì nói chung là chị đó. Tại vì đáp cái chữa về tới Vũng Tàu. Ừ. Thôi bỏ cái chạy đó, mai mốt không có chạy xe nữa, mình làm gì đó thôi. Chạy chi chạy hoài ở nhà lo. Giờ chạy xe giờ nói chung là không có ăn rồi. Ừ. Giờ anh làm này còn không có ăn nói gì về chạy xe quá. Bây giờ ví dụ ngày hôm nay mà chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ trong cái mối quan hệ này mình sẽ tìm hiểu nhau khoảng bao lâu? Năm hay 2 năm. Tại vì em làm cái này do ổn định xong rồi sẽ mở quán. Ừ, có cái nguyện vọng là mở quán. Mở quán là xong rồi em sẽ nói em dồn lại một lúc rồi xong rồi. Ví dụ mở quán vợ phụ quán với mình luôn. Thôi chứ chị, để cái đó tại vì em để chính xác đó là em phải mở đó để làm nhiều khi để không có người ngoài xâm nhập vô là mình không kiểm soát được. Ừ, chị thấy cái đó hợp lý đó, làm cho mình hợp lý đó. Còn em nghĩ sao? Thì theo em thì cũng khoảng cái tầm đó là được. Tại vì giờ em cũng đang còn vướng bận gia đình á. Em cũng nghĩ là nếu như mà mình lập gia đình á thì mình sẽ không có chu toàn được bằng gia đình mình. Tại vì mình còn nhà chồng nữa, mình còn chồng nữa. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó em thấy là ok. Nhưng có một chuyện nãy giờ chị chưa hỏi em nè. Cổ đó là hiện giờ đang chạy xe công nghệ. Khách thì bắt trên app thì có thể là có trai có gái, ông già bà lão trẻ em. Không quan tâm gì. Bây giờ thí dụ như là cổ chạy xe mà sau lưng cứ mấy anh ngồi sau lưng đó rồi em thấy sao? Em không quan tâm. Sao không quan tâm? Tại lần hồi đó em cũng mình chạy đúng không ấy là em cũng mình chạy. Em là con trai còn giờ ta con gái. Rồi nhưng mà gì? Cái đó ông nào ông dê sồn cũng ngồi cũng sát sát rồi. Thấy mà cái đó thì em cho xuống xe luôn. Chưa có ai làm gì em được hết. Lý do? Tại vì em thuộc dạng là em là nữ nhưng không phải là bánh bèo. Cho nên là hầu như khách không ai đụng vô được em hết. Ví dụ bây giờ em có một người bạn gái nhiều vợ mà giờ vẫn đang làm cái nghề đó thì em có một cái lời dặn dò gì cho bạn gái của mình? Đi đường nếu mà cảm thấy mà giờ khuya đừng bắn thì khỏi đi. Chạy tới đó rồi bắn lai qua chờ tài. Đi học võ đi, hậu vệ. Thôi, khỏi cần gì, em không có. Em có võ hả? Đứng lên. Thầu thủ dài đường tôi coi võ gì. Phóng sinh với lại mà Thái. Đâu, làm thử một miếng tôi coi có bảo vệ được người yêu không nè. Như vậy đúng không? Em vừa vô đúng không? 1.000 rồi. Rồi không là người ta vừa xếp tới em để có chỗ sáng ngày đây. Ồ, bập vô. Rồi không, để anh luôn. Ồ,
Linh luôn vậy luôn. Đây ngay đây. Đây đây, nếu mà vô thái bí nha. Cho nên mà bây giờ bạn gái nè, bạn gái đang chạy xe nè. Đây là xe đúng không? Rồi. À, em đang chạy xe. Nè, đúng không? Giờ người ta làm như em vậy hay sao em đỡ? Em phải là đỡ tay lên. Đỡ tay lên như vậy. Đỡ lên. Đó. Nè, em vô nè. Đỏ, thấy không? Là em đấm cái này luôn. Thấy không? Đấm. Làm thử, làm thử, làm thử. Làm lại okay. Nè. Đấm này mới chết. Ví dụ thôi, làm thử ví dụ thôi. Vô. Rồi. Rồi. Một, hai, ba. Đỡ. Ủa, đỏ. Đó là anh đỡ chứ không là anh phản lại luôn. Ờ, ủa rồi đó giờ đi rồi có ai có học võ gì không? Dạ không chị ơi. Giờ rảnh rảnh hai đứa đi học võ đi. Thứ nhất là thể dục, tập thể dục cho ấm bớt nha. Rồi. Này em cho kiêng lại chứ không à, để mốt lên ký đâu mà đem. Rồi, thôi được rồi, bây giờ nè. Chị Tường cho hai bạn 30 giây nữa nhìn thẳng vào nhau. Hôm nay cuộc gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào? Trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? 30 giây nhìn nhau bắt đầu. Dù thì cái này gặp em là cũng cái duyên rồi. Nói chung thì đến hay không đến được với nhau á thì anh cũng coi như bạn như mình. Em thì hôm nay em lên chương trình thì em cũng hơi rung á. Nhưng mà em, cái mục đích em lên đây á là em muốn tìm một người tử tế đàng hoàng thôi. Cái công việc của anh á thì em thấy nó cũng khá là vất vả đó. Muốn hẹn hò gì đó thì anh nói ok thì em sắp xếp công việc được. Tại vì công việc của em là cái công việc rap là em thích thì chạy, không thích thì thôi. Dạ, em off bình thường, không có gì hết. Nhưng mà anh thua là anh á, tại vì nếu như anh cảm thấy quá mệt thì anh cũng không cần phải hẹn đâu. Hoặc là một tháng mình gặp nhau hai lần cũng được. Chứ không nhất thiết là phải ép buộc nhau vô trong cái khuôn khổ đó để chi, để làm khổ nhau chứ làm được gì đâu, đúng không? Hay quá, nói hay quá, không biết hát hay không nè. Hát bài của anh kia là fan nha. Cuộc sống có lung, dòng sông có hung, ta chia tay sẽ đẹp hơn, miên cương sẽ không hạnh phúc, miên cương chỉ làm thêm đau. Từ nay tôi sẽ không còn tin ai, vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quyết định tôi sẽ chia lìa em, để con đâu được yên giấc. Trời đất ơi, mới gặp bạn gái mà hát cái gì tôi không tin rồi. Gì mà chia tay rồi này kia đau buồn không vậy? Rồi rồi em, có bài gì làm cho anh khúc luôn nè. Em thì em hay hát nhà buồn buồn, kiểu chia tay giống vậy luôn. Rồi trời, lỡ rồi hai đứa chia tay luôn. Chia tay nhiều khi nó dội ra cái nó sáp vô. Tình ta bỏ em rồi, trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại, lòng em từ lâu đớn đau rồi anh ơi. Trời ơi hay quá, sao thấy giọng của hát tuyệt vời không? Giọng ấm vậy. Hay quá, này chắc vừa chạy xe vừa lúc mà nghêu ngao hát mình đây nè. Đúng không? Rồi, thôi được rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thật tuyệt vời, đôi đèn đã sáng lên. Mời hai em qua bên đây. Trước tiên, đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng hai em để có thời gian mình xem phim tìm hiểu nhau. Đây là phần quà của chương trình gửi tặng em để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cô gái rất dễ thương, bản lĩnh, nữ nhưng không bánh bèo. Chạy xe công nghệ là tuyệt vời. Một chàng trai đầu bếp có một tương lai hoài bão cho riêng mình cũng rất là rõ ràng. Hy vọng rằng hai em có thể kết hợp được với nhau để tạo dựng một cái tương lai sự nghiệp ổn định cho hai đứa về sau này, một cái mái ấm của gia đình mình. Hy vọng như vậy, chị rất là chờ đợi cái ngày mà một năm nữa gì đó cũng được. Hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình nha. Chương trình sẽ tiếp tục theo dõi hai bạn. Nhớ có tin gì là báo liền nha ông. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay bà Mai lại thành công quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Đầu tiên phải kể đến những chàng trai tài giỏi, mặc dù khéo ăn khéo nói nhưng vẫn lận đận tình duyên. Tôi tên là Lê Văn Cương, năm nay 29 tuổi và hiện tại tôi đang làm công việc đó là kinh doanh các sản phẩm đào tạo và các giải pháp giúp cho các hệ thống kinh doanh online kinh doanh và phát triển một cách tuyệt vời hơn. Lê Văn Cương, CEO tài ba, giỏi kiếm tiền, lận đận tình duyên do trúng lời nguyện.
Một trong những lý do em đến chương trình này đó là em kiếm tiền được nhưng mà em không có giữ được tiền. Mọi người đều nói là nên lấy vợ đi thì sẽ giàu hơn. Em có một cái bài hát mà nói chung là nó có cảm xúc với em, bởi vì nó gắn với một người mà em yêu khá là sâu. Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cánh hoa, những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta, để mai này dù xa hai hướng, vẫn có người hằng ngày chờ em, đến một ngày mình gặp lại nhau giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi, những bông hoa mặt trời. Wow. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra thì em chưa có mối tình nào cả. Hả? Lý do? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một lời nguyền nào đấy. Đôi khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối. Tặng chúc. À dạ em cảm ơn. Okay. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ. Anh mong rằng đó là em, cảm ơn em. Wow. Wow. Trời ơi. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Minh Vương, chiều người yêu vô điều kiện, chăm nguồn sống, một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh điểm yếu luôn. Mạnh hay luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm việc là nhân sự và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của đại học MIT và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa. Lữ Minh Chí, đại thiếu gia, chủ hai nhà hàng, tuổi trẻ tài cao, nam thần không tì vết. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn hả? Hai cái gì? Hai cái, dạ. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn đi, giờ ta show hết trơn rồi. Show luôn đi, trời, nhăm nhó gì. Tài năng thì em không biết hát, nhưng mà em có thể đàn được. Đó. Không có biết đấy. Hát nhưng mà biết đàn cũng là một tuyệt chiêu chứ bộ. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng dưới ấm đèn, cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời anh ơi. Em xin ngược lại nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi, đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. Là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, yeah. Bốn bánh con trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Đúng rồi, dạ. Tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được hai mối tình. Tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Còn tầm đó đó 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái em không có về Biên Hòa nữa, tại tập trung em môn thi. Thì tối đó là
điện thoại em là 4-5 cuộc gọi bạn em gọi, thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, thì xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á. Bắn qua bắn lại cái tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ làm một tiếng sát tình. Áo đỏ nào? Áo đỏ nào? Cái gì? Bạn... Em xin lỗi. Áo đỏ. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ. Ghế là đỏ, khi mở cửa em đỏ. Là tiếng sát tình định vào trong tim rồi. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật á chị. Giật có hơi, điện hơi, giật hơi mạnh. Sắp bung tim em luôn rồi. Sắp bung tim luôn rồi. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh. Thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình... Ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Phạm Văn Phúc, nam thần tiền tỷ, tự lập, giỏi giang, đam mê boxing, đánh ngất. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng là tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà. Cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn lắm rất đi khó. Chơi cái đó ha. Em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120kg. Từ trước đến giờ thì đã từng trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Và học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa. Rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng? Công ty làm về gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ? 3-4 tỷ? Trời ơi, làm gì mà trời ơi giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với lại cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Và tiếp theo, phải kể đến những chàng trai ế nhờ thực lực chứ không phải ngẫu nhiên nha. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lê Bảo Thoại, chàng sĩ quan nghiêm nghị, nam thần thật thà, nam vương vùng biển, chúa tể của chiếc vỏ ốc. Sĩ quan, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Ôi, sao? Sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Ngồi vô ngồi vô ngồi em ơi. Cái sao vậy? Gì ghê vậy? Sao có gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. Nắm thấy là biết là được rồi. Ôi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Biết ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em thấy em cầm đi thế này là hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u u không chứ? Không kể
cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, mà đừng có cười người ta dạy, thiệt tình luôn á. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ, đây là món trứng chiên thịt bà mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn á. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nha. Dạ, tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. Phạm Trung Thuận, nam thần chịu đựng. Tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ 3 của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2 tháng, 3 tháng. Cái áp lực gia đình bạn nó quá. Áp lực sao Thuận? Kiểu như là mẹ bạn nó rất là khó. Bắt leo lên nhà, sửa nhà rồi phải sửa điện rồi thử 3 tháng liên tục luôn. Bạn như ngày nào cũng qua kêu sửa điện hết. Rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp. Cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu. Dạ. Mẹ bạn đó kêu sao? Ví dụ như là đây cái vai bác nhất đó, con đánh bóp mình cho bác. Em sợ nhất tới giờ luôn. Tội nghiệp thằng bé. Mối tình đó, đó hả? Mối tình mà mình giống như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong, làm việc xong rồi ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn rồi đủ chị em quay xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Vậy là trả công đó. Mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy đó. Mỗi lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh gửi chén cho em lên đánh bóp cho da cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bằng đó bạn Thanh không có đánh bóp được. Là coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Hay, chúc mừng em một mối tình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Em sợ luôn. Em sợ. Lại Phương Dũng. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương với con xinh. Em bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó ủa gì vậy? Con vịt nó rất là dễ thương. Câu một nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan. Con vịt Lalafan. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500 của Lê Lợi. Lê Phước Tài, thiên tài số đếm 3, 6, 9. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc thì khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao book đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không ai trả cách xe đâu nha. Mục tiêu em đến đây là không cần cách xe. Chỉ cần có người đem về. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè, sau lưng trước mặt chỉ nói em hai mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em. Rồi cái mối tình đấy, nó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng. Mối tình thứ 3 đi. Mối tình thứ 3 thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa? Đặt tên Tài mấy tháng? Coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi thôi. Nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mối tình 3 tháng. Em rút ra bài học sau một lần. Bạn nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi viện em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến là lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi. Sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó. Em ngộ ra, em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi anh này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á. Em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói. Và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể. Đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân đó. Em rút ra kinh nghiệm là em không, đừng nên nói nhiều nữa. Đúng, im lặng. Thôi im luôn đi chơi. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Lê Minh Thi, 28, sườn xanh, trong trắng, tinh nguyên. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá,
đã bao giờ được hôn má ai đâu. Em có hai mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng tự dưng là bạn chia tay. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không lý do. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cũng vòng vòng đi ăn xem phim vòng vòng đó. Các chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Nắm tay ở dưới làm gì khán giả cười cái đâu? Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình. Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết. Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời bữa nay mà 28 tuổi thanh niên mà chưa mày biết hôn. Lúc rồi tụi cầu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. À, biết rồi. 28 tuổi chưa hôn lần nào. Có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hung vậy ta? Hả? Không bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Giờ em để dành đi 28, giờ em để dành 2 năm nữa. Coi như là cưới sau em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng kinh doanh. Lê Văn Tiên, trong sáng, hồn nhiên, nhất kiến trung tình. Bữa này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. À, rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm. Sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chất quốc vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không. Ủa em anh gói lại cho đây, em đây anh. À, rồi để đây. Còn nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Không mệt quá dẹp hàng này. Không thể không nhắc tới những soái ca với ngoại hình vô cùng điển trai nhưng lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Em là Thành Nguyên, thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh. Thì năm nay em 25 tuổi. Thành Nguyên, soái ca 10 điểm đẹp trai, nền mô tô, không gì có thể làm khó được anh. Cá tính của em là cái gì? Lúc này là em phải đía đía liền. Ngon à. Không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ? Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hai cá tính chưa? Chưa. Mình thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được, về sức khỏe, về tập gym hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Em chạy qua hai mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm. Nên bạn nó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Mở cửa trái tim. Cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Mới đá lồng nheo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rộn ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn. Đây hả? À, cười cười. Văn phòng mình phải thể hiện đúng á. Ờ, nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Mẹ lên. Ôi, cảm ơn anh.
anh, chưa chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi chị. Nói gì đâu. Kêu đây, người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị ạ. Không phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè. Chứ không nói gì nhiều hết đó. Em mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay. Ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ít ra hồi em vẫn về nhà gặp mẹ. Còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó cuốn sổ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó, là ý nghĩa của nó là như vậy. Hai đứa chủ động đi. Dạ chị. Cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây hiểu hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Rồi, tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây, tí mình bấm nút sau nha. Okay. Tí mình bấm nút sau nha. Ok. Ok. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7. Và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy, giỏi quá vậy. Thanh Tùng, sói ca biết nhiều thứ tiếng. Giọng ca vàng trong làng hát hay. Được tình đầu nâng như trứng, hứng như hoa. Giờ điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người. Và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn cao cá chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rời, con đường xưa cũng êm đềm. Tùng hát hay lắm nha. Em cao mét mấy? Dạ, 7'8". Wow, chàng trai này ngon ha. Còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ. Mà sao nãy giờ ngồi mắc cỡ gì, mặt đỏ lòm vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nhà em ai cũng trắng. À, nhà trắng vậy đó hả? Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89, lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Trời. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy. Mới có chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Thằng U cũng mặn à. Bạn của bà chị. Thằng U cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Như bà chị. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng quạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, đến nỗi em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31. Võ Văn Vương Hoài Linh, sói ca với làn da trắng hồng, chiều cao 1m78, biệt tài, đam mê nghe nhạc thân sâu. Mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng bên nhân sự, với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình thứ 3 thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ vậy đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nó ủa sao anh không nói gì hết. Thì đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm ban. Em mới là đâm ban á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc. Vừa cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong em nói. Thì nếu như là chị chỉ nói về nhà nghe nhạc. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi. Đó là mơ ước mà. Ôi.
ghép đôi từng tóc để tạo ra cơ hội lần thứ hai cho các bạn nam đã tham gia chương trình nhưng chưa may mắn tìm được một nửa như ý với những khán giả theo dõi chương trình. Nếu các bạn khán giả nữ yêu thích chàng trai nào trong tập phát sóng thì nhanh nhanh đăng ký tham gia để có cơ hội kết đôi, tìm hiểu bạn nam của chương trình trong thời gian sớm nhất.